tôi thích chốn cái nạp bên đây trong cổng tàu miền và tàu miền nơi cổng phong tú bố cứ cho nó lơ tú đầm đón để sân đập nông phu mà cáo khum mà cáo sọc đầm lại chẳng ở nơi khát cạp đôi lúc này nên chỉ biết sắp hai tha không chấm nón phục paul sầm mất cái đám cứ chia bọc hết phục paul sầm mất bảy giang để tụ ban cá bên nhà dùng để tụ tiền pi sầm nạ bom ôn phải chia bọc chia bớt xe nhẹ tiền cho chia bớt xe cái đám xe thì đầm đón hay cái đám sầm mất khát cạp thấu ban nhiều tiền cho nhưng tụ squat tha chia bọc hết kêu sầm mất đã miêu chiết chăng anh không pi bận đa sầm mất để tiết nó không bận tới Campuchia chúng sẽ chốn đăng tiệt thả các đám xe để miền phong hàng cao sông lô mùi các đám nắng ai miền tốc côn rồi hồ ta đo mùi liên côn anh đi bật tam tu lưỡi để ban bật lơ ao rồi bo ông cá ek song trái chốn ta đo bị chia để sát cá pi cầm long sập đám mồn các đám mê mùi ai tốc côn ban rồi hồ đo mùi liên côn hay bởi dương lên các đám mê phong cao sông lô nu cho tôi sầm một vĩnh ạt ra nị ca ruột rồi bo vía trần lo pi ha sầm mơn tập bảy sầm mơn bảo còn bàn tay bật tôi sẽ chôn bò được phô các đám để miên phô khẳng cao sốt nụ bàn tay thay dương cầm bông tay sầm lạp các đám rồi hộp đo mình liên các đám này nó tôi sẽ chôn giang ná dương để sầm ca lực lao rồi bò phải chia nền sát nâng nhẹ chấm liên tặng ngọc này anh ấy phối về phô nâng về ai cả côn họp buổi liên các đám luôn cái vậy côn chở nó có cái gì họ mày cho bẻ mũi cái đám nó côn vậy côn à nâng bật tam từ khang chua là phô cái con chào chiếu con thang tung hai chân mà liên mà nâng tam tôi tam thùng nó ba mươi năm ấy thùng một phần đấy hơi tịch chào anh tiền à nâng bà à nó nhỏ tôi mà dừng mơ tôi là nay anh trai không mà thùng hầu mấy thùng mà phần đấy rồi từ miền ca cho nên non pi mình tới chấm liên chưa bao giờ nhà thùng một tháng rum chấm nâng ăn ca ấy ác sòng ca dốt đăng pi cái đam mê phong khẳng cao sốt đó bọn thành địa sát miền ca dốt đăng chưa ăn chiều muốn hai chỉ nhận nhọp hạ không địa sát ăn cáo tại từ tổ ban cái đam mê phong lúc pi nhận địa sát là bây giờ mọc nhua đường lên chỗ tôi không sợ một vịnh còn vô đăng đá là nhôm che là chui sập sai tha bảo bom ôn đuôi tha ban là lúc mai tha chở nên từ thay dương ban thèm cho dương chui lên pi dây của ban đây ba dương mà tha còn hòm sâu ban hay gọi còn lên đường ó nên còn còn lên đấy ban được còn chui lên đầu mũi pi ôi và tha mình lên tới vô màu nhôm nhôm nẹp với nhau hay nhôm màu mây bên của ban này dương cứ tối dương cua được đo lên ngay bây được tha dương ai thằng chấm không yên khỏi to thì nhiệt dương phải lấy những ban họ suy ngay khỏi chết chứ thì muốn lũi môi và chả lỡ à lấu có lũi cái đấy nhẹ dạ không cái tinh la vì môi vậy tu sĩ chốn cu để chưa đại thả các đám đại miên phong khẳng cao sốt khô bị các đám đại miên phong khẳng không sốt các đám đại miên phong khẳng không sốt cứ chết đi cha bà róm rồi bỏ và chia bà rót không cần được tu tiên có bàn tay các đám đại miên phong khẳng cao sốt tu sĩ chốn cu để đo lên vĩnh rư công tu tiên rư bỏ được phục đối với ai thua ở côn các đám chết bởi liên côn tiết ra ban bắt bóng chỉ vật anh ấy cứ chỉ ca rung chồng lấy không ca bỏng phai côn các đám đòi mình đang khùn có tên vô tàu hộp rồi ấy tem đại khinh quạt hộp ấy quạt ngào hay quạt bài chào là đại ba bài chào hộp cả sạch tại chân dương sđai tại dương sngao pon khau ma đom đại dương cái bọt chào nưng mà liên côn na ới xưa tới vi miên đom đai giem dương ấy tôi chưa biểu nhoa ngay khỏi tới biểu hô ba năm 1000 rưỡi có ba năm 1000 cô bị khoan ba dương sẽ sngao cái bọt chào đây ឃើញ ទេ បើ ន័យ ថា យើង អ្នក ខ្លះ គាត់ អត់ ធ្វើ នេសាទ ខុស ច្បាប់ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ ឯង កំពុង បំផ្លាញ អា ហ្នឹង ដែរ អា ហ្នឹង គេ ហៅ ថា ចូល រួម បំផ្លាញ ទាំង អស់ គ្នា ដោយ អត់ ដឹង ខ្លួន ដើម្បី រួម ចំណែក ក្នុង ការ រក្សា លំនឹង ក្តាម នៅ ក្នុង សមុទ្រ លោក តិន សេណា ដែល ជា អភិបាល រង សក ដំណាក់ ចង្អើ លោក ថា នឹង ចូល រួម ទទួល ទិញ ក្តាម មេពង ពី អ្នក នេសាទ ចូល សហគមន៍ ដែល ក្នុង 1 ខែ លោក អាច ចំណាយ ថវិកា ក្នុង ការ ទិញ ក្តាម ចន្លោះ ពី 5 ទៅ 10 គីឡូក្រាម ដើម្បី ឲ្យ ប្រជា សហគមន៍ លែង ចូល ទៅ ក្នុង សមុទ្រ trong niềm nhóm đầm nang oi khang rót và sốc to có đầm nang oi lốp trang chay áp thị ban đây cái nào và sốc cứ nhóm châu ruom bên cái đam cục phong nên nó ngò một khái chờ lo bị pram cái lô tới đập cái lô đầm ấy oi khang ngò xạ công này xa có thiếu tục nhỏ hay đang dừng điệp trong cam thi và lên một nông sản bàn mà bị nhóm nông sản phần nghĩa tu CNC ประจำขัดไก่